Đến gần nửa đêm 26 tháng 3, lực lượng chức năng quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn phong tỏa khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng trên đường Thành Lộc 15. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống trên đường Thành Lộc 15 phát hiện khói đen và lửa bốc lên từ một xưởng bao bì liền hô hoáng. Trong kho xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa lan nhanh bùng lên dữ dội, mọi người bỏ chạy thoát thân. Do khu dân cư nằm sát nhau, ngọn lửa nhanh chóng lan qua các nhà bên cạnh, khiến hai ngôi nhà và một dãy phòng trò khoảng 8 phòng bốc cháy dữ dội. Nhân tin báo, lực lượng chức năng quận 12 huy động khoảng 6 xe cứu hỏa và gần 100 chiến sĩ có mặt hiện trường khống chế đám cháy. Khoảng 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.